Hello, xin chào tất cả các con học sinh lớp 2. Các con học sinh lớp 2 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số bị trừ, số trừ, hiểu trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều nha các con. Ta có bài toán 6 trừ 2 bằng 4. Số 6 gọi là số bị trừ. Số 2 gọi là số trừ. Số 4 gọi là hiệu. Và chú ý 6 trừ 2 cũng gọi là hiệu. Ta qua bài số 1. Nêu số bị trừ, số trừ hiệu trong mỗi phép tính sau. Số 27 này là số bị trừ. Số 4 là số trừ. Và 23 là hiệu. Số 57 là số bị trừ. Số 11 là số trừ. 46 là hiệu. Và chú ý rằng 27 trừ 4 cũng gọi là hiệu. 57 trừ 11 cũng gọi là hiệu. Bài số 2, tìm hiệu biết. À, số bị trừ là 12, số trừ là 2. Thì mình có là 12 trừ đi 2 là bằng 10. Câu B, số bị trừ là 60, số trừ là 20 là bằng 40. Bài số 3, tìm chơi, trò chơi tìm bạn. Tôi thấy đây số hạng là 30, số hạng là 40, tổng là 70. Như vậy ta có 30 cộng 40 là bằng 70. Số bị trừ là 70, số trừ là 30, hiệu là 40. Như vậy 70 trừ 30 bằng 40. Vậy ba bạn ở bên trái này tạo thành một nhóm và ba bạn ở bên phải tạo thành một nhóm. Thì các con học sinh lớp 2 thân mến, bài học số bị trừ, số trừ, hiệu trong sách giáo khoa toán lớp 2 cánh diều đến đây là hết rồi nha các con. Thầy xin chào tạm biệt các con. Bye bye.